chị gái suýt nữa bị tóm gọn vì trộm cắp bất thành giữa ban ngày. Thấy tiệm con người, chị vào thừa nước đục thả câu nhưng nào ngờ bị phát hiện. Theo như camera an ninh một tiệm ở Hòn Đất, Kiên Giang ghi lại, chị gái này từ ngoài đi vào trong ngang nhiên mở ngăn tủ lấy tiền. Đúng lúc chủ tiệm vào, chị này vội vã vứt tiền lại. Do là phụ nữ nên anh chủ đã không truy cứu, cho tha cho đi. Đặc biệt trong khoảng thời gian cuối năm, các đối tượng có thể hoạt động thường xuyên hơn, thủ đoạn và phương thức hoạt động của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Do có sự móc nối với nhau nên hành động của bọn tội phạm diễn ra nhanh chóng, bí mật và lấy được nhiều tài sản có giá trị. Chúng chủ yếu lợi dụng những sơ hở thiếu sót của người dân để tiến hành thực hiện hành vi trộm cắp khi có thời cơ thuận lợi. Qua các thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản nêu trên, mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bịt kín sơ hở, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trộm cắp tài sản. Ngoài ra, mọi người dân cần phải nắm rõ một số thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa đối tượng trộm cắp tài sản như gắn camera quan sát, thiết kế khóa trong để chống cắt khóa, sửa chữa gia cố chắc chắn móc khóa, bản lề cửa, bông gió, cửa ban công. Luôn canh gác, không để xe máy sơ hở trước cửa nhà, phòng trọ mà không có người trông coi. Trước khi rời khỏi, xe phải rút chìa khóa, nên dựng xe ở nơi dễ quan sát và khóa từ 1 đến 2 ổ khóa. Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!